Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, giải đấu lớn nhất ở châu Âu, Euro 2024 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tại Đức. Đây là sự kiện rất được mong chờ trong năm nay của làng thua cầu thế giới với sự góp mặt của những đội bóng và ngôi sao hàng đầu sẽ tạo nên những trận đấu đầy kịch tính. Lễ khai mạc Euro 2024 sẽ diễn ra tại sân Allianz Arena ở Munich, Đức, một trong những sân vận động hiện đại và lớn bậc nhất ở châu Âu với sức chứa tại giải đấu năm nay là 66.000 chỗ ngồi. Buổi lễ dự kiến bắt đầu vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là khoảng 0 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam, với nhiều hoạt động hấp dẫn để khởi động cho giải đấu này. Lễ khai mạc diễn ra ngay trước thềm trận đấu khai mạc vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ Việt Nam giữa chủ nhà Đức và Scotland. Các bạn thân mến, như thường lệ thì kênh Điểm tin bóng đá sẽ để link xem trực tiếp buổi lễ khai mạc cũng như là trận đấu giữa đội chủ nhà Đức và Scotland trong phần mô tả cũng như phần top comment của video. Vì vậy mà quý vị và các bạn quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký kênh, sau đó thì quay trở lại cập nhật link xem trực tiếp buổi lễ khai mạc cũng như là trận đấu khai mạc của Euro 2024. Và cũng ở tại buổi lễ này thì để tạo thêm sức nóng trước buổi lễ khai mạc một ngày tại thành phố Stuttgart sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc mang tên lễ hội Stuttgart Euro 2024. Tại đây thì có các nghệ sĩ của các quốc gia sẽ trình diễn những màn âm nhạc thể thao đỉnh cao. Quay trở lại với Euro năm nay thì tham dự giải đấu này có 24 đội bao gồm là Albania, Áo, Bỉ, Croatia, Séc, Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, nước chủ nhà, Hungary, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ukraine và Georgia. Vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra ở Đức từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 tại 10 thành phố ở Đức với 24 đội tham dự như ở nói trên. Các đội được chia thành 6 bảng để chọn ra 12 đội nhất nhì ở các bảng và 4 đội xếp thứ 3 có bảng thành tích tốt nhất giành vé đến vòng knockout. Đây là thể thức được áp dụng từ Euro 2016. Quay trở lại với tuyển Việt Nam của chúng ta thì thầy trò ông Kim Sang-sik đã về đến Hà Nội vào sáng ngày hôm nay 13 tháng 6, kết thúc hành trình FIFA Days của tháng 6 năm nay. Đa số các cầu thủ sẽ về câu lạc bộ chủ quản để chuẩn bị đá tại V-League ngay cuối tuần này. Sáng ngày 13 tháng 6, sau chuyến bay dài từ Basra, Iraq với một điểm dừng chân nối chuyến tại Doha, Qatar, tuyển Việt Nam có mặt ở sân bay Nội Bài, kết thúc hành trình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Kết thúc hành trình của mình tại vòng loại này, tuyển Việt Nam tiếp tục hướng về phía trước với sự lạc quan cùng những tín hiệu tích cực, trong đó thì mục tiêu trước mắt là cuộc đua đến ngôi nhất tại giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup khởi tranh vào cuối năm nay. Để chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại và thi đấu giao hữu vào các dịp FIFA Days của tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Chia sẻ về sự thể hiện của riêng mình trong hành trình cùng đội tuyển Việt Nam thì Tuấn Hải cho biết là đối với tôi, bàn thắng ở trận gặp Philippines là tình huống sở trường. Khi thấy đồng đội dứt điểm thì tôi xâm nhập cầu môn và thực hiện những tình huống đệm bóng cận thành. Còn bàn thắng vào lưới Iraq thì đó là ngẫu hứng và táo bạo. Tôi cũng không ngờ là cú sút đó lại trở thành bàn thắng. Tại sân bay Nội Bài, các tuyển thủ của chúng ta cũng đã gửi lời tạm biệt đến huấn luyện viên Kim Sang-sik, các thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển trở về câu lạc bộ chủ quản tham dự vòng 23 V-League 2023-2024 và đây cũng là thời điểm quan trọng để giải vô địch quốc gia với cuộc đua vô địch và trụ hạng của mùa giải năm nay. Như đã chuyển đến các bạn ở bản tin trước thì kết quả chia bảng vòng loại U17 châu Á 2025 đã lộ diện sau lễ bốc thăm diễn ra vào chiều ngày hôm nay 13 tháng 6 tại Malaysia. Theo đó thì 43 đội tuyển được chia vào 10 bảng. Cụ thể ở các bảng A, B, C mỗi bảng có 5 đội, trong khi đó những bảng còn lại là D, E, F mỗi bảng có 4 đội. Về phía tuyển Việt Nam thì lá thăm may rủi đã đưa đoàn quân áo đỏ rơi bảng Y, nơi mà chúng ta sẽ so kè với 4 đối thủ là Yemen, Kyrgyzstan và một đại diện khác của Đông Nam Á là Myanmar. Ngay sau khi biết đối thủ của U17 Việt Nam cũng như kết quả bốc thăm chia bảng được công bố thì đông đảo cổ động viên Đông Nam Á đã tranh luận sôi nổi trên fanpage ASEAN Football. Trong đó thì cổ động viên Hasada cho rằng Việt Nam chỉ phải gặp những đối thủ dễ chịu, Việt Nam rơi bảng đấu dễ dàng. Ở chiều ngược lại thì tài khoản khác đưa ra quan điểm Thái Lan dễ thở, Việt Nam hơi khó.
Về phía Thái Lan thì họ nằm ở tại bảng D cùng Ấn Độ, Brunei và Turkmenistan. Đồng quan điểm với tài khoản trên thì một cổ động viên khác nhận định là bảng của Việt Nam khó nhằn, lứa U17 thì đội nào cũng như nhau. Tài khoản ADF bất ngờ muốn Việt Nam và Thái Lan cùng Indonesia tụ họp với nhau. Bảng đấu này là không công bằng, tôi muốn Indonesia vào cùng bảng với Việt Nam và Thái Lan. Bên cạnh đó, cổ động viên có tên là Teku cũng nghi ngờ về kết quả bốc thăm. Indonesia luôn ở trong nhóm dễ dàng, đây là gian lận. Tài khoản Ricky chỉ ra rằng các đội Đông Nam Á đều vào bảng dễ thở chỉ trừ Indonesia. Malaysia là đứa con vàng của AFC, trận nào đối thủ cũng dễ đối đầu. Lâu lâu vào vòng bảng chung với Việt Nam cho họ run sợ. Đó là chia sẻ của cổ động viên có tên là Uesegu. Cũng cần nói thêm rằng vòng loại U17 tới đây, Việt Nam của chúng ta sẽ là chủ nhà của bảng Y. Và theo kế hoạch thì vòng đấu này sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 27 tháng 10. 10 đội nhất bảng và 5 đội xếp thứ hai có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Á 2025 diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Indonesia lập 3 kỳ tích chủ yếu nhờ thắng Việt Nam ở 4 trận thời ông Tujie. Các bạn thân mến, với kỳ tích vào đến vòng loại thứ 3 World Cup của tuyển Indonesia có điểm nhấn quan trọng từ 2 trận thắng trước tuyển Việt Nam. Và như chúng ta đã biết thì ở bảng F, Indonesia không được đánh giá cao bằng Việt Nam và Iraq. Họ cũng khởi đầu với 2 bất lợi cực lớn khi thua đậm Iraq 1-5 ở trận mở màn, rồi tiếp tục gây thất vọng với một điểm may mắn trước chủ nhà Philippines. Tình cảnh của Indonesia bị đánh giá là vô cùng bất lợi trong cuộc đua đến vòng loại thứ 3 khi họ mất điểm trước các đội bóng bị đánh giá lọt đường và có hiệu số bàn thắng bại rất kém. Chỉ có một điểm làm vốn trước 2 trận đấu gặp Việt Nam, Indonesia đã run rẩy trong nỗi lo sợ thua trận sẽ cạn cơ hội đi tiếp khi kém Việt Nam 2 điểm. Có thể thấy Indonesia đã lập kỳ tích là nhờ thắng cả 2 lượt trước Việt Nam. Họ cũng đảo ngược tình thế, kịch bản mà phần lớn do tuyển Việt Nam thời ông Philippe Chuji chúng ta thi đấu quá tệ với lối chơi không phù hợp và dùng người khó hiểu. Đầu năm nay thì Indonesia lập kỳ tích lần đầu vượt qua vòng bảng Asian Cup. Thành tích này cũng là nhờ thắng tuyển Việt Nam 1-0 sau 7 năm chỉ hòa và thua. Đúng hơn thì Việt Nam đánh mất tư thế bắt nạt để trở thành đối thủ ưa thích của họ và mang đến vận may cho thầy trò ông Shin Tae-yong. Theo thống kê trước trận Indonesia đánh bại Philippines 2-0 vừa qua, thầy trò ông Shin Tae-yong chỉ thi đấu 10 trận, thắng 3. Cả 3 chiến thắng này đều đến trước Việt Nam với kết quả lần lượt là 2 trận 1-0 và 1 trận họ thắng 3-0. Điều đó càng cho thấy Indonesia thực sự là không hay khi đối đầu với các đối thủ khác nhưng lại trở thành khắc tinh với tuyển Việt Nam của ông Philippe Chuji. Ngoài 2 kỳ tích kể trên thì đội tuyển U23 của họ cũng vô địch SEA Games 32, trong đó thì có chiến thắng 3-2 trước Việt Nam ở bán kết. Đây cũng là thất bại diễn ra ở thời huấn luyện viên Philippe Chuji. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.